cho cô chú, chào anh chị và chào các bạn. Hôm nay thì Nhật Thanh xin chia sẻ, mình muốn nói tới cái hệ thống nước mình làm thì nó có lợi ích gì. Thứ nhất là Nhật Thanh nói tới thời gian đi. Chẳng hạn như cái khu vườn này á, nếu mà vào mùa xuân thì mình cây nó còn nhỏ, trời mát, mình không có tưới thường xuyên và mình tưới ít thôi. Tại vì cây nó còn nhỏ, nhưng mà khi cây nó càng ngày nó càng lớn và đụng vào cái mùa hè nóng này á, thì cái lượng nước mình phải tưới càng ngày càng nhiều và mình phải bỏ thời gian tưới nước nhiều hơn. Chẳng hạn như Nhật Thanh ban ngày thì mình bỏ ra một tiếng mấy, gần 2 tiếng mình tưới hết nguyên cái khu vườn này. Và buổi chiều thì Nhật Thanh bỏ ra khoảng chừng 1 tiếng, mình cho 1 tiếng thôi. Trung bình là mình nói trung bình thôi nha. Một ngày Nhật Thanh phải bỏ ra 3 tiếng vào mùa hè này mình tưới. Tại vì mình tưới buổi sáng không đủ. Khi mà đụng tới cái nhiệt độ gần 100 độ F, quý vị biết là nó nóng kinh khủng. Bởi vậy Nhật Thanh phải tưới 2 lần. Khi mà mình tưới 2 lần như vậy là một ngày 3 tiếng nè ha. Trong khi cái hệ thống nước Nhật Thanh tưới ban ngày, mình chạy một cái đường dây như vậy ban ngày 10 phút, ban chiều 5 phút thôi, thì 8 đường ống như vậy thì Nhật Thanh chỉ giống như là mất 2 tiếng đồng hồ tưới nước. Là mình nói thời gian thôi nha, là mình bớt được 1 tiếng đồng hồ rồi. 1 tiếng đồng hồ rồi. Mà quý vị biết 1 tiếng đồng hồ đó là biết bao nhiêu nước nó chảy ra. Mà trong khi 3 tiếng đồng hồ đó một ngày mình có thể làm chuyện khác như Nhật Thanh á, lo tưới nước riết á, không có thời gian như tỉa cây, nhổ cỏ này nọ kia. Mình mất thời gian rất là nhiều. Trong khi bây giờ Nhật Thanh có 3 tiếng để mỗi ngày như vậy, mình sẽ làm được nhiều cái chuyện khác trong cái vườn của mình nữa. Đó là mình nói chuyện thứ nhất. Và điều kế tiếp á, Nhật Thanh muốn nói tới đó là sức khỏe. Giống như rằng á, Nhật Thanh khu mình đi, sáng, trưa, chiều, tối gì á, nhiệt độ không có thay đổi bao nhiêu. Buổi chiều mình ra mình đứng tưới nước, trời cũng nắng chang chang như vậy. Thì á, quý vị biết mà, Nhật Thanh á, bị mất nước rất là nhiều, một ngày mình uống biết bao nhiêu nước. Và những ai bị về chứng bệnh đau nhất, xương sống trong cơ thể thì á, mình khi mà mình mất nước như vậy á, thì mình rất là dễ bị đau quý vị. Ngoài ra mình còn bị cái gì nữa? Mình đứng lâu quá mà, 3 tiếng đồng hồ, chân tay mình á, rất là mệt mỏi. Bởi vậy mùa hè chân tay Nhật Thanh hay bị đau nhất lắm. Nhưng mà vào mùa đông á, Nhật Thanh rất là khỏe. Tại sao? Tại vì á, mình á, không có làm vườn nhiều. Không có làm vườn nhiều. Đâm ra cái mùa hè này cái thú vui để mình trồng cây, rồi mình lại bệnh tật đủ thứ hết trơn. Nên á, Nhật Thanh khi mà mình làm hệ thống tự động như vậy á, bớt cho mình cái sự cực nhọc đi. Trường hợp khu vườn nào quá rộng như Nhật Thanh nha, chứ khu vườn nhỏ như, ví dụ mình có khu vườn nhỏ thì không sao, nhưng mà khi mình có khu vườn rộng như vậy á, mình vừa tốn thời gian nè, sức khỏe của mình rất là mệt nha. Rồi Nhật Thanh muốn nói chẳng hạn như nè, khi á, mà quý vị đi, mình tưới nước bình thường đi, vào cái mùa hè này cái đất mình để ý vào một cái chậu nó khô á, tại vì chỉ cần quý vị biết không, Nhật Thanh á, cầm một cái tô nước mình đổ lên trên cái sàn xi măng trong vòng chưa đầy 5 phút mà nó khô rất là lẹ, là quý vị biết nó nóng tới mức độ nào. Thì những cái chậu của Nhật Thanh á, mình thấy á, nó khô, nó nứt nẻ, cái đất á, nó nứt nẻ. Mà quý vị biết mà, khi mà nó khô nứt nẻ vậy á, mình tưới, cho dù buổi chiều mình tưới ồ ạt, khi mình tưới ồ ạt vậy á, nước nó sẽ không thấm bao nhiêu vô trong cái đất hết trơn và nó trôi đi. Nó trôi đi hết, tại vì nó khô, nó co rút lại và nó bị nứt. Thì á, mình tưới bao nhiêu, nước nó luồn lách, nó trôi đi hết. Nó rất lâu thấm vô trong đất nha, Bởi vậy mình phải kiên nhẫn đứng tưới một hồi. Nhưng mà quý vị, một chậu mà Nhật Thanh đứng khoảng 2-3 phút, chắc mình điên luôn. Biết bao nhiêu chậu trong vườn, đâu có thời gian làm như vậy. Thì á, mình á, chỉ có một cách hay nhất á, là quý vị á, tưới qua một lần, rồi xong mình đi ngược qua, mình tưới lại một lần nữa, mình đi ngược qua tưới một lần nữa. 3 lần như vậy
thì cái đất mình có thể nói nha, thánh ok thôi chứ không phải là tốt nữa. Mà trong khi á, Nhật Thanh để ý nha, cái chậu đó lúc mà trước khi á, Nhật Thanh xài hệ thống nước tự động, mình chỉ tưới nước thường thôi, là buổi trưa là mình thấy nó muốn gục rồi, nó muốn gục rồi. Và sau này Nhật Thanh gắn cái hệ nước tự động vô á, buổi trưa mình thấy nó tỉnh queo bình thường rồi quý vị. Là tại sao? Tại vì cái hệ thống nước tự động của mình á, nó ra không phải là ồ ạt như cái dòi nước của mình, nó ra từ 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 từ. Thì mình cho nó 10 phút, bởi vậy nó thấm từ 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 xuống đất. Và cái đất của mình á, nó từ khô và nó nở ra bình thường. Nó rất là thấm. Bởi vậy á, nhiều khi á, Nhật Thanh nói thiệt luôn, hôm bữa Nhật Thanh bị bể ống nước 2 ngày liền. Mình rầu lắm, mình nghĩ cây trong vườn của Nhật Thanh á, nó sẽ chết á, một số, và nó héo tại vì quá nóng, gần 100 độ. Nhưng mà không ngờ một kết quả rất là tuyệt vời quý vị. Ngoài cái đất Nhật Thanh trộn cái chậu giữ nước ra, mình xài cái hệ thống nước tự động, nó giữ nước mà cái cây của Nhật Thanh nó vẫn tỉnh được 2 ngày. Bởi vậy mình thấy rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Bởi vậy Nhật Thanh mới chia sẻ cái vấn đề này tới tất cả mọi người, để mọi người không giống như là Nhật Thanh. Nhiều khi Nhật Thanh nói, có bạn nói Nhật Thanh quảng cáo bán đồ. Mình không có quảng cáo bán đồ gì hết trơn nha quý vị. Mình không có quảng cáo bán đồ gì hết. Tại vì Nhật Thanh thấy lợi ích dữ lắm. Đối với những ai giống như là hay bệnh đau nhất như Nhật Thanh, mình vừa sức khỏe nè, thời gian nè, nước nè. Và Nhật Thanh mới nói rằng mấy cái chậu mà Nhật Thanh á, khi mà mình sử dụng nước đầy đủ đúng á, tuy rằng nha, mấy cái chậu năm nay Nhật Thanh xài ít đất hơn năm ngoái á, giống như là mình nói á, gần phân nửa luôn, ít đất hơn là gần phân nửa luôn, mà rễ cây không bao giờ mọc lồi lên trên mặt. Không bao giờ mọc lồi lên trên mặt, Nhật Thanh không cần lắp đất. Tại vì sao? Tại vì cái đất của mình nó quá thấm nước. Và dưới chậu mình thấm nước nè, cái rễ mình ăn tới, khi mà cái rễ mình ăn tới thì nó sẽ đi xuống. Còn nếu mà cái rễ mình nó không ăn tới thì nó cứ trồi lên trên mặt không à quý vị. Nó mọc trên mặt để nó giống như là nó lấy nước, những cái gì mình tưới trên mặt. Bởi vì cái rễ nó hay trồi trên mặt lắm. Tuy rằng á, năm ngoái Nhật Thanh nha, để đất ha, mình lắp hoài trên đầy cái miệng chậu luôn, mà rễ nó vẫn lòi trên cái bề mặt. Năm nay cái đất Nhật Thanh làm rất là thấp, để mình quay cho mọi người xem. Hiện tại ở đây gần 100 độ F. Trưa bây giờ nắng chang chang, khoảng 1 giờ trưa Nhật Thanh đứng ở đây. Mà quý vị thấy cái cây cà tím nè, mấy cái cây xung quanh nó mọc rất là tốt, cái lá nó thẳng đơ, không có một cái sự gì yếu ớt hết trơn. Và quý vị thấy nè, ở trong chậu đất mình lấy rất là thấp, cây cà tím này á, nó cao hơn một thước rồi, đất rất là ít. Mà cái chậu nè, quý vị thấy nè, Nhật Thanh tưới riết có một thời gian nó chỉ còn 1/2 cái thùng thôi, mà rễ nó không hề lên bề mặt nha quý vị. Rễ nó không hề ăn lên trên bề mặt. Quý vị thấy không? Nhật Thanh mới quay phim có chút xíu à, mà người á, ướt hết trơn à. Bởi vậy á, cái hệ thống nước tự động nó giúp cho sức khỏe của mình rất là nhiều. Và cái đất của mình lúc nào cũng được ẩm ướt. Mà khi cái đất của mình lúc nào cũng được ẩm ướt thì cái cây của mình ban trưa nó không có bị kiệt sức quý vị, nó không kiệt sức. Thì cái cây phát triển tốt nè, trái lúc nào cũng căng mọng nước hết trơn. Nhưng trái của Nhật Thanh hôm qua mình thấy nó nhỏ, mình chưa có kịp hái, mà hôm nay nó bự quá sức tưởng tượng của mình rồi, nó bự mà cái trái nó nặng nữa. Bởi vậy nhiều khi á, mình nghe bạn bè than, ô tại sao cái trái khổ qua, buổi trưa trong ban ngày mình tưới nước nhiều lắm, mình tưới dữ lắm, mà tại sao ăn trưa cái trái nó vẫn bị giống như mình bóp cho nó mềm, nó bị dợp. Là tại vì á, mình tưới nước thường á, mình tưới nước nhiều, nước nó xối xả nhưng mà nó trôi đi hết. Nó cái đất của mình nó chưa giữ, giống như là nó chưa giữ lại được bao nhiêu nước là nó trôi đi hết quý vị. Bởi vậy á,
ban trưa gặp trời nắng nóng này á, là nó bốc hơi đi rất lẹ, và những cái trái này của mình á, nó không có nước đầy đủ á, thì nó sẽ bị èo uột thôi. Nhưng mấy cái trái như Thanh nè, cái nào chứ nấy giờ cứng ngắc à, mà nặng, mình phải nói là cái trái nó nước nó đầy đủ, nó nặng dễ sợ luôn. Trái khổ qua Nhật Thanh cũng vậy, tình trạng mình á, không có bị dập trái, mình không có bị dập trái. Năm ngoái mình có nha, năm nay là Nhật Thanh thấy trái nó nắng nóng nhưng mà nó không có bị. Và trường hợp nữa, khi mà cái đất của mình á, nó khô như vậy á, nó dễ làm cho những cái rễ non nó bị chết lắm quý vị. Nó chết thì mà cái rễ mà cái rễ non của mình á, là nó chủ yếu để nó hút nước vô, mà nó chết như vậy á, đâm ra cái cây của mình á, nó sẽ bị yếu dần rồi nó chết. Nên á, mình làm cái đất lúc nào nó cũng ẩm ướt tốt thì cái rễ nó sẽ phát triển mạnh và khỏe, thì nó hút nước vô á, thì cái cây của mình trưa hè này nó chống chọi rất là tốt. Bởi vì Nhật Thanh á, sau khi mình á, làm cái hệ thống nước tự động, mình thấy nó tốt muôn bề luôn. Mình nói thiệt luôn á, chứ không phải là cố tình quảng cáo cho mọi người để làm đâu. Vừa thời gian, tiền bạc nè, Nhật Thanh đi chơi, đi đâu xa, mình không lo. Mình có thể để cho nó, mình set up tự động nó tưới nè ha. Thời gian nè, rồi ha, tiền nước mỗi bill mỗi tháng, cây mình mọc tốt, trong khi mình tưới bằng tay á, hao nước, hao thời gian hơn, mà cây của mình chưa chắc gì tốt nha quý vị. Đó là sự thật, Nhật Thanh nói đó là sự thật đó. Khi bởi vì trồng cây á, mỗi năm có mỗi cái kinh nghiệm riêng, nên Nhật Thanh rất vui khi chia sẻ cái này tới tất cả mọi người nha. Thôi bây giờ mình đi hái trái. Nè, không nói láo đâu, chút nó quay gần cho quý vị xem. Cái trái mướp này nó khủng lắm kìa. Hôm qua mình thấy nó chừng ha, một gang tay như đây à, mà hôm nay trời ơi, gang tay hơn chút xíu à, mà nó ốm, hôm nay nó mập u. Nhật Thanh thấy ở đây á, mình xài đồng hồ nước. Thường thường á, họ tính nước xài nè, rồi cái nước mình xả ra nên rất là mắc. Bởi vậy á, mình có thể xin cái đồng hồ riêng, chẳng hạn như là mình tưới cây không á, thì rất là rẻ. Mà Nhật Thanh thấy không phải tiểu bang nào cũng có nha quý vị, tùy tiểu bang thôi. Có tiểu bang có, tiểu bang không, mà mình tiết kiệm tiền nước rất là nhiều. Mà khi á, quý vị set up cái hệ thống nước tự động á, thì mình tránh, giống như là mình làm hai cái đường ống nước chạy cùng thời gian á, thì cái đường nước của mình rất là yếu. Nên mình giống như là mình chỉnh mỗi cái giờ khác nhau hết. Dư gan là Nhật Thanh trồng hồi tháng giữa tháng 5, nay là gần giữa tháng 6, được một tháng rồi. Bắt đầu trái nhỏ Nhật Thanh thấy có rồi đó. Trái nhìn thấy đã luôn. Nó nặng dễ sợ luôn đó. Ây da, Nhật Thanh làm rớt rồi. Quá trời trái, chút nữa Nhật Thanh em ra chợ bán kiếm tiền mua phân. Hao tiền nước quá quý vị, nói thiệt luôn á, một tháng Nhật Thanh trả 200 đồng tiền nước luôn á, chứ không phải ít đâu. Thôi Nhật Thanh xin ngưng video ở đây và xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem chương trình ngày hôm nay nha. Và xin hẹn tất cả kỳ sau. Bye bye mọi người nha.